Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toán Thư. Quý vị thân mến, vua Quang Trung Nguyễn Huệ được coi là vị anh hùng kiệt xuất, từng khiến nhà Mãn Thanh dẫu là thiên triều phải nể trọng. Với quân Trịnh Nguyễn, Quang Trung là nỗi khiếp đảm với những trận bách chiến bách thắng. Dẫu được tôn xưng như thế, nhưng đứng trước một người, vua Quang Trung lại giữ lễ kính trọng, thậm chí nhận người này là sư phụ. Vậy người này có gì đặc biệt khiến người tài trí hơn người như Quang Trung phải nhận làm sư phụ? Có phải chính người này đã giúp Quang Trung dựng lên nghiệp lớn hay không? Tất cả sẽ có trong video của Việt Sử Toán Thư. Trong sự nghiệp dẫu ngắn ngủi nhưng vẻ vang của triều đại Tây Sơn, không thể không kể tới vai trò của một người thầy giáo. Ông được cho từ một kẻ đào tẩu trở thành một kỳ nhân tinh thông thuật số. Là một thầy giáo ít tiếng tăm, nhưng những thành tựu và địa vị mà môn đệ của ông đạt được thì khó có người thầy nào qua được. Chính ông đã giúp cho anh em Tây Sơn trở thành những trang hào kiệt, tạo nên triều đại dẫu ngắn ngủi nhưng đầy vẻ vang. Ông khiến vua Quang Trung khi ở đỉnh cao danh vọng vẫn một mực tôn kính và nhận người thầy giáo này là sư phụ. Người thầy giáo chúng tôi muốn nhắc đến chính là nhà giáo Trương Văn Hiến, thầy dạy của ba anh em Tây Sơn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ. Vậy người thầy giáo này có gì đặc biệt? Ông đã giúp vua Quang Trung làm nên nghiệp lớn như thế nào, khiến Quang Trung một mực giữ lễ kính trọng, hiếu nghĩa? Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu về thân thế và trường học của người thầy giáo đặc biệt này. Sử chép, thầy giáo Trương Văn Hiến là người Hoan Châu thuộc Nghệ An, Hà Tĩnh ngày nay. Ông là anh em thúc bá với Trương Văn Hạnh, đại thần thờ Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát. Tháng 7 năm 1765, chúa Nguyễn Phúc Khoát mất, để lại di chiếu nhường ngôi cho công tử thứ hai là Nguyễn Phúc Luân. Tuy nhiên, do biết Phúc Luân là người thông minh, quyết đoán, khó lấn quyền được, nên Trương Phúc Loan đã âm mưu cùng thái giám Chữ Đức, Khuyết Họ và trưởng dinh Nguyễn Cửu Thông bắt giam công tử Luân, giết chết hai thầy học của Phúc Luân là nội hữu cai cơ Trương Văn Hạnh và thị giảng Lê Cao Kỳ, đồng thời ra chiếu chỉ đưa công tử thứ 16 là Nguyễn Phúc Thuần mới 12 tuổi lên ngôi chúa, xưng hiệu là Định Vương. Khi ấy, Trương Văn Hiến sợ bị vạ lây bèn bỏ vào Nam. Theo sách Võ Nhân Bình Định, Trương Văn Hiến tuổi trẻ tài cao, tinh thông thao lược văn võ. Một hôm trên đường vào Nam, ghé vào nghỉ chân tại ngôi chùa hẻo lánh, ông quen biết vị trụ trì có hiệu là Chí Viễn Thiền Sư, vốn là quan trà ấn về nương cửa Phật. Theo lời khuyên nhủ của Thiền Sư, Trương Văn Hiến vào Quy Nhơn, Bình Định lập nghiệp. Như vậy, Trương Văn Hiến là một người có xuất thân không hề tầm thường, lại có quan hệ với quan đại thần hàng đầu đương thời. Trương Văn Hiến là một mối họa vì quan hệ cũng như khả năng của ông khiến ông phải trốn chạy. Sách sử ghi, sau khi ghé chân miền đất võ, Trương Văn Hiến thường xuyên giao du khắp nơi. Bấy giờ, ngoại thành Quy Nhơn có một bậc phú gia tên Phan Nghĩa, tính đôn hậu, giao thiệp rộng rãi, bạn bè khắp nơi. Ông có nuôi một toán võ sĩ đi theo áp tải đội thuyền buôn, đứng đầu là võ sư Đặng Quan. Một hôm, Đặng Quan cùng bộ hạ áp tải một số hàng quan trọng và bị cướp. Cầm đầu là tên cướp tên là Song Tiên, võ nghệ cao cường, hành tung bí hiểm. Trong trận chiến ngang sức ngang tài này, Đặng Quan trúng tên bắn lén, rơi xuống sông. Trong tình thế không thể làm ngơ, Trương Văn Hiến chỉ với cây sào chống thuyền gạt phăng bọn lâu la xuống sông. Sau vài đường roi, tên cướp biết rằng kẻ đang đấu với mình quả là lợi hại, liền giở thế võ hiểm, hy vọng giết được Trương Văn Hiến. Không ngờ thế lại trúng thế, tên cướp phải ngã xuống sông. Sau sự kiện đó, tên tuổi Trương Văn Hiến nổi như cồn, được giới võ lâm biết đến và khâm phục. Ông được sự hỗ trợ của Phan Nghĩa nên mở trường dạy học. Sau khi ghé lại nhiều lần quan sát địa lý, phong thủy, Trương Văn Hiến quyết định chọn vùng đất An Thái làm nơi lập nghiệp. Ông mở trường dạy học cả văn lẫn võ, gần như biệt lập với xóm làng. Nhân dân trong vùng đem con đến nhập học rất đông, nhưng ông chỉ nhận số ít. Thầy giáo Hiến khi nhận học trò đều kén lựa môn sinh theo hai tiêu chuẩn, tư chất và đức tính. Tư chất phải thông minh, hiếu học, đức tính phải kiên trì và nhân ái. Học trò các huyện, tỉnh khác đều có người đến xin học. Văn thì chuyên binh thư đổ trận, võ học đủ thập bát bàn. Rõ ràng Trương Văn Hiến không phải là một ông giáo làng tầm thường. Từ cái cách ông chọn nơi lập nghiệp rất kỹ lưỡng, đến võ công mà ông thể hiện ra khi một mình đánh sạt hết cả đám cướp đầy đủ vũ khí cùng tên. Ông có phẩm chất của một vị tướng quân tài năng, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý.
cũng như am hiểu võ công binh pháp. Ông mở trường phải chăng để đặt nền móng cho một căn cứ địa bồi dưỡng nhân tài để dùng vào việc lớn ngày sau? Nghe tiếng đồn ông Hiến là thầy giỏi, người dân xung quanh khu vực đã đến xin thầy Hiến được dạy dỗ con cái của họ. Trong những người đến gặp thầy Hiến có ông Hồ Phi Phúc. Lại nói về ông Hồ Phi Phúc, ông chính là cha đẻ của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ. Tổ tiên của ba anh em vốn gốc họ Hồ ở tỉnh Nghệ An, tên là Hồ Phi Khang, bị quân chúa Nguyễn bắt làm tù binh vào năm 1655, đưa vào Tây Sơn khai hoang lập ấp. Đến đời cha của ba người là Hồ Phi Phúc, mẹ là Nguyễn Thị Đồng thì đã thành một gia đình trung nông khá. Để khỏi mắc mớ với gốc gác đàng ngoài, ông bà cho các con đổi từ họ Hồ sang họ Nguyễn là họ mẹ. Ông Phúc dẫn ba con đến gặp thầy Hiến. Dẫu không nhận quá nhiều học trò, thế mà như gặp cơ duyên, thầy Trương Văn Hiến đã nhận lời lên đất Tây Sơn dạy cho ba anh em họ Nguyễn. Trước khi thu nhận ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ đã vượt qua nhiều câu hỏi để kiểm tra kiến thức và nhất là quan niệm về nhân sinh. Đặc biệt, thầy có biệt tài xem tướng người, nhận biết được một phần về tương lai của học trò, nên chính ông đã nhận ra khí chất phi thường của ba anh em nhà Nguyễn Huệ sẽ xây dựng thành nghiệp lớn, nên đã ra sức dạy cả văn võ cho ba anh em. Nguyễn Nhạc chuyên học kiếm, Nguyễn Huệ chuyên học đao, Nguyễn Lữ chỉ học quyền, và vì sức yếu nên được chuyển môn miên quyền. Sau một thời gian, thầy Hiến đã nhận ra ba anh em nhà Tây Sơn đều thông minh, mỗi người đều có mặt mạnh, mặt yếu khác nhau. Nguyễn Nhạc tài trí, giỏi thu phục lòng người nhưng giảo hoạt, đa nghi và dễ thỏa mãn với thành công. Nguyễn Lữ hơi nhu nhược nhưng thành thực, chất phác, không âm mưu, quỷ kế. Duy có Nguyễn Huệ là được hơn cả. Nguyễn Huệ là người được ông chú ý nhất vì tướng mạo đặc biệt, tiếng nói vang to như chuông, mắt sáng đầy uy lực khiến đối phương khiếp đảm. Nguyễn Huệ trung thực, quyết đoán, nhiều khát vọng và đặc biệt có tài quân sự. Đồng thời, Nguyễn Huệ cũng rất tình cảm, có khả năng cảm hóa lòng người. Được thầy giỏi kèm cặp, động viên, ba anh em Tây Sơn học hành tấn tới, được mọi người gọi là Tây Sơn Tam Kiệt. Sau quá trình dạy dỗ, rèn luyện, chính thầy giáo Hiến là người đã thôi thúc ba anh em đứng lên khởi nghĩa. Sử sách có ghi lại cuộc nói chuyện lịch sử của thầy Hiến với ba anh em Tây Sơn. Gần đây lan truyền câu sấm Tây khởi nghĩa, Bắc thu công. Tây chính là Tây Sơn ta đó. Lúc này là lúc các anh hùng lập nên nghiệp lớn. Các anh đều là người có chí khí, tài năng. Nếu nắm được thiên thời, địa lợi nhân hòa thì sự thành công không phải khó. Này cơ nghiệp hai nhà Trịnh, Nguyễn đã suy tàn, mục rỗng. Bốn phương chỉ chờ một cuộc khởi nghĩa để theo dưới cờ. Đương nhiên phải bỏ ra 5-7 năm để chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Các anh hãy nhớ lấy lời ta. Ba anh em Tây Sơn vốn đã nung nấu ý ấy từ lâu. Nay được lời của thầy như cởi tấm lòng, càng quyết tâm mưu đồ nghiệp lớn. Tất nhiên, câu sấm này cũng chính từ người thầy ấy mà ra. Với nhãn quan xuất sắc về chính trị cũng như phân tích nhạy bén về tình thế thiên hạ, Trương Văn Hiến đã dặn dò những người học trò giỏi nhất của mình là ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ rằng: các con là người của đất Tây Sơn. Tây Sơn khởi nghĩa sẽ lập nên sự nghiệp lớn ở miền Bắc, phục hồi nền nhất thống. Các con nên đổi thành họ Nguyễn để có danh nghĩa lập công. Từ đó, anh em Tây Sơn nghe lời thầy, từ họ Hồ đổi ra họ Nguyễn. Có thể nói không ngoa rằng không có sự giáo dưỡng, chỉ bảo của Trương Văn Hiến thì chắc không có sự ra đời của nhà Tây Sơn. Có một vị thầy trình độ như vậy nên không khó hiểu vì sao anh em Tây Sơn chỉ sau khi xuất đạo 5 năm đã có thể chọc trời khuấy nước, đánh bại tất cả anh hùng trong thiên hạ, dựng nên sự nghiệp võ công huy hoàng. Từ khi bắt đầu cuộc khởi nghĩa cho đến khi giành chiến thắng, lập nên triều đại Tây Sơn, thầy giáo Hiến chính là quân sư chính của Tây Sơn Thế Kiệt. Sau câu sấm truyền, đổi họ, ông cố vấn cho Tây Sơn trong việc gây thanh thế và uy tín như chém rắn ở gò cây ké, chuyện ấn kiếm trời ban, chuyện ngựa thần, cả những chuyện mang tính tâm lý như gánh nước bằng bội, giỏ tre. Tiếng đồn sứ giả của trời, gánh nước bằng bội chẳng rơi giọt nào. Ngay cả việc chọn nơi giới nghĩa, đánh thành Quy Nhơn cũng từ thầy giáo Hiến mà ra. Theo lời khuyên của thầy Hiến, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ từ vùng đất Kiên Mỹ thuộc Tây Sơn Hạ Đạo, nay là huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, đã lên Tây Sơn Thượng Đạo, vùng đất phía Tây, bên kia dãy đèo Mang hiểm trở, tức đèo An Khê ngày nay, lập căn cứ địa.
Chính địa hình đầy núi non xen kẽ sông ngòi này đã khiến vùng đất linh khí này trở thành mắt xích giữa đồng bằng và cao nguyên. Nghĩa quân có thể tiến công xuống đồng bằng và rút về phòng thủ nhanh chóng. Ba anh em Tây Sơn lập đồn trại tại đây, chiêu mộ thanh niên trai tráng khắp nơi đến tụ nghĩa. Nguyễn Nhạc còn giao cho Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ đi các nơi kết giao hào kiệt. Lấy sành nghĩa khai khẩn đất hoang, họ vừa làm ruộng, tích trữ lương thảo, vừa lập căn cứ, xây dựng lực lượng. Khi thấy quần đã nhiều, lương đã đủ, ba anh em đến thỉnh thầy Hiến. Thầy bảo ngay, khá lắm, về khởi sự đi thôi. Năm Tân Mão 1771, Nguyễn Nhạc được mọi người đồng lòng suy tôn làm Tây Sơn Vương. Từ đây, tiếng tăm nhà Tây Sơn nổi như sóng cồn. Chưa kể, ban đầu, để thu hút binh tướng và người trong cộng đồng người Ba Na, chính thầy giáo Hiến đã đưa ra kế chém rắn ở Gò Cây Khế để thu phục nhân tâm. Chuyện kể, năm 1773, khi lực lượng binh tướng đã lớn mạnh, ba anh em nhà Tây Sơn xuất quân tiến xuống đồng bằng. Khi đến khúc ngoẹo Cây Khế tại đèo Mang, bất ngờ có một con rắn đen to như cột đình ra nằm chặn giữa đường. Trong hàng ngũ tướng lĩnh có người cho rằng đây là điềm gở, đề nghị thâu quân. Nhưng Nguyễn Huệ đã tiến lên, rút kiếm chém đứt đôi con rắn, lấy máu tế cờ và hoa rượu cho nghĩa quân uống, rồi nổi trống tiến binh lấy được thành Quy Nhơn. Lại nói về việc chiếm thành Quy Nhơn, thầy giáo Hiến là người đã đưa ra sáng kiến này. Các anh phải nhớ, được đất không bằng được thành không bằng được lòng người. Nghe theo lời thầy, chính Nguyễn Nhạc đã dùng mưu trá người, thực hiện mưu kế, tự giam mình trong cũi, tự làm tù binh vào thành. Quan quân thành Quy Nhơn tưởng bắt được tù binh đã mở cổng thành. Ai ngờ, vướng mưu quân nhà Tây Sơn từ trong đánh ra, từ ngoài đánh vào, đã nhanh chóng cướp thành Quy Nhơn. Sau chiến thắng quyết định đó, phong trào Tây Sơn nhanh chóng quy tụ và tỏa rộng lực lượng, chiếm lĩnh toàn bộ phủ Quy Nhơn, phát triển ra Bắc, vào Nam, lần lượt quật ngã các chính quyền vua Lê, chúa Trịnh ở đằng ngoài, chúa Nguyễn ở đằng trong, mở đường khôi phục quốc gia thống nhất, đánh tan các cuộc chiến tranh xâm lược của quân Xiêm và quân Thanh. Đi đến đâu, nghĩa quân cũng được nhân dân ủng hộ. Số người tham gia cuộc khởi nghĩa ngày một đông phát triển thành một phong trào rất rộng lớn. Sau 8 năm chiến đấu can trường, đánh đầu thắng đó, năm Mậu Tuất 1778, Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là Thái Đức, phong Nguyễn Huệ làm Long Nhương tướng quân, Nguyễn Lữ làm Tiết Chế, lập nên triều đại Tây Sơn, đóng đô Phú Xuân, Huế. Bản thân thầy giáo Hiến còn đưa con trai là Trương Văn Đa vào phục vụ quân đội của Tây Sơn để cùng góp chiến thắng nhà Tây Sơn. Chính vì vậy, sau khi Nguyễn Nhạc lên ngôi, thầy Trương Văn Hiến cũng được vời ra làm quân sư cho một vương triều mới, nhà Tây Sơn. Không lâu sau đó, Nguyễn Huệ với sự xuất chúng nổi trội từng được thầy giáo Hiến tiên đoán và nhận định đã lên ngôi vua thay cho vua Thái Đức. Là vị hoàng đế hiếm hoi bách chiến bách thắng từ lúc xuất đạo đến lúc mất, nhưng một mực kính trọng và ghi nhớ công lao của thầy giáo Hiến nên luôn một lòng gọi ông là sư phụ của mình. Không chỉ có môn đệ là ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ, thầy giáo Hiến còn đào tạo nên nhiều đại thần phò tá đắc lực cho nhà Tây Sơn. Có thể kể ra những cái tên nổi bật như Đô đốc Võ Văn Dũng là một trong tứ trụ triều đình Tây Sơn, cũng là võ tướng xuất sắc nhất dưới trướng hoàng đế Quang Trung. Đô đốc Đặng Văn Long và Phan Văn Lân từng góp mặt trong chiến thắng oanh liệt trước quân Thanh của Quang Trung. Nguyễn Văn Huấn và Nguyễn Văn Xanh ở Bình Sơn, Quảng Ngãi làm quan triều Tây Sơn, tác giả bộ sử Tây Sơn Thư Hùng Ký. Huỳnh Văn Thuận ở Mộ Đức, Quảng Ngãi, tướng Tây Sơn đã tham trước hai bộ binh Ngô Tồn Pháp và Hưng Đạo Bình Pháp, soạn ra bộ binh Pháp Tây Sơn. Đặc biệt phải nói đến Trương Văn Đa, người vừa là con trai, vừa là học trò của thầy Trương Văn Hiến. Từ nhỏ, Trương Văn Đa đã theo cha học cả văn lẫn võ. Ông tham gia phong trào Tây Sơn từ rất sớm, đánh rất nhiều trận, bắt và giết được rất nhiều tướng địch, góp phần vào nhiều trận thắng, trong đó có trận Rạch Gầm – Xoài Mút. Trương Văn Đa tính tình thuần hậu, được Tây Sơn vương Nguyễn Nhạc thương yêu và gả con gái cho, phong làm phò mã. Trương Văn Đa sinh tại An Thái, Nhơn Phúc, Bình Định, là con trai và cũng là học trò Trương Văn Hiến. Con rể Nguyễn Nhạc là tướng Tây Sơn, có công đánh quân Xiêm, làm trấn thủ Gia Định, rất được lòng dân. Sau này, tiếp bước cha, Trương Văn Đa cũng làm thầy và dạy học trò là Thái tử Nguyễn Bảo, con trai của Nguyễn Nhạc.
thầy giáo Hiến từ một người phải đảo tẩu trước sự truy sát của nhà Nguyễn đã trở thành thầy giáo của rất nhiều hào kiệt, có thể dẹp yên thiên hạ, góp phần tạo nên triều đại Tây Sơn dấu ngắn ngủi nhưng đầy vẻ vang. Chính giáo Hiến là người phát hiện ra tài năng đặc biệt và đào tạo ba anh em Tây Sơn, Thế Kiệt, hai người trở thành hoàng đế, một người trở thành Đông Định Vượng, chưa kể rất nhiều tướng văn, tướng võ nổi tiếng khác. Ông là người thầy văn võ, trí dũng song toàn mà đến vua Thái Đức, vua Quang Trung cũng một lòng kính nể, nhận là sư phụ. Với công lao đào tạo nên những anh hùng tiêu biểu của triều đại Tây Sơn, Trương Văn Hiến được nhân dân yêu mến như một người bình định thật sự, thầy dạy Tây Sơn tam kiệt, là di tích lịch sử cấp tỉnh. Việt sử toàn thư, biết sử thêm yêu nước.